Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế chiều ngày hôm nay của chúng tôi. Và sau đây là bản tin chi tiết. Một động thái đáng chú ý của Đài Loan và hai nước Trung Âu khi mới đây phía hòn đảo tự trị công bố chuyến thăm châu Âu của lãnh đạo Đài Loan bất chấp phản ứng của Trung Quốc trong tình hình căng thẳng leo thang ở eo biển. Trong khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình hôm qua ngày 25 tháng 10 thề rằng Trung Quốc sẽ luôn là người kiến tạo hòa bình thế giới và bảo vệ trật tự quốc tế. Trong bối cảnh Hoa Kỳ và các nước bày tỏ lo ngại về sự quyết đoán ngày càng gia tăng của Bắc Kinh trên toàn cầu. Về phía Washington, trong quan hệ Nga-Mỹ đã mắc sai lầm, các chuyên gia phân tích nhận định công nghệ quân sự của Nga luôn ở mức nghiêm túc và trong lĩnh vực hạt nhân, Moskva từ lâu đã trở thành đối thủ chính của Washington. Cùng lúc đó, trong một thông điệp phát biểu, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi cho biết quan hệ Trung-Nhật vẫn ở trong tình trạng nghiêm trọng và khó khăn do hai quốc gia có các giá trị và quy tắc khác nhau. Ở một diễn biến khác, Nga tố cáo NATO hung hăng và tuyên bố không bận tâm khi cắt đứt quan hệ với liên minh này. Tất cả các câu trả lời hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Lãnh đạo ngoại giao Đài Loan thăm châu Âu bất chấp phản ứng của Trung Quốc. Lãnh đạo cơ quan ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp vào tối ngày 24 tháng 10 đã lên đường đến Cộng hòa Slovakia và Cộng hòa Séc, đánh dấu chuyến thăm hiếm hoi đến hai nước châu Âu được Đài Loan thông báo công khai. Trong bài viết trên Twitter, ông Ngô bày tỏ vinh dự khi đến hai nước Trung Âu. Quan chức đứng đầu ngành ngoại giao Đài Loan khẳng định, Đài Loan, Slovakia và Séc có chung niềm tin vào tự do, nhân quyền và tôn trọng luật lệ. Tôi rất vinh dự khi đến thăm và thắt chặt mối quan hệ đối tác vì một thế giới tốt đẹp hơn. Chúng ta sẽ cùng nhau hình thành lực lượng chính nghĩa mà không điều gì có thể cản bước. Ông Ngô Chiêu Tiếp dự kiến có bài phát biểu quan trọng vào ngày hôm nay, 26 tháng 10, tại diễn đàn của tổ chức nghiên cứu GlobeSec ở Slovakia. Ông Ngô cũng sẽ nhận huy chương kỷ niệm từ Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc, đồng thời gặp gỡ thị trưởng thủ đô. Hai vị quan chức này từng đến thăm Đài Loan. Ngoài ra, trong khuôn khổ chuyến thăm châu Âu, ông Ngô sẽ phát biểu trực tuyến tại hội nghị của Liên minh Liên nghị viện về Trung Quốc diễn ra ở Rome, Italy vào ngày 29 tháng 10. Được biết, Cộng hòa Slovakia và Cộng hòa Séc dù có nhiều gắn kết nhưng không thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan. Trên thực tế, việc công khai các chuyến thăm là một động thái đáng chú ý của Đài Loan và hai nước Trung Âu trước áp lực rất lớn của Trung Quốc. Bắc Kinh thường xuyên tạo sức ép về chính trị và kinh tế, khiến cho mọi hoạt động đối ngoại của Đài Bắc rơi vào ngõ cụt. Do đó, trước nay quan chức Đài Loan thường đi ra nước ngoài với tư cách cá nhân hoặc chỉ thông báo khi chuyến thăm đã hoàn tất. Động thái công bố lần này cho thấy các nước châu Âu đang thể hiện thái độ cứng rắn đối với Trung Quốc giữa bối cảnh Đài Loan tỏ ra kiên cường dù bị uy hiếp thô bạo về quân sự và chính trị. Đối với chuyến thăm lần này của ông Ngô, Trung Quốc cảnh báo Slovakia và Cộng hòa Séc không nên giúp Đài Loan ảo tưởng về độc lập. Bắc Kinh sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền và lãnh thổ, dù không nêu rõ những biện pháp đó trong thông báo ngày 23 tháng 10. Ông Tập phản ứng mạnh giữa xung đột gay gắt với Mỹ. Chủ tịch Tập Cận Bình hôm 25 tháng 10 thề rằng Trung Quốc sẽ luôn là người kiến tạo hòa bình thế giới và bảo vệ trật tự quốc tế. Trong bối cảnh Hoa Kỳ và các nước bày tỏ lo ngại về sự quyết đoán ngày càng tăng của Bắc Kinh trên toàn cầu. Lời phát biểu của ông Tập được đưa ra tại hội nghị trực tuyến ngày 25 tháng 10 diễn ra tại Bắc Kinh, nhân kỷ niệm 50 năm nước này gia nhập Liên Hợp Quốc, theo Tân Hoa Xã. Ngoài ra, ông Tập cũng khẳng định ghế tại Liên Hợp Quốc thuộc về Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ở thủ đô Bắc Kinh là tất yếu của lịch sử, là điều hoàn toàn hợp lý. Ông nhắc lại, chỉ có một nhà nước đại diện cho toàn bộ dân tộc Trung Hoa trên thế giới. Trước năm 1971, ghế này thuộc về Trung Hoa Dân Quốc, tức Đài Loan ngày nay. Một lần nữa, ông Tập kêu gọi các quốc gia bảo vệ nguyên trạng trật tự quốc tế, được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn, đồng thời chỉ trích nỗ lực hỗ trợ Đài Loan tham gia tổ chức này của Mỹ. Ông tuyên bố, mọi quốc gia trên thế giới nên duy trì hệ thống quốc tế với cốt lõi là Liên Hợp Quốc, đảm bảo trật tự dựa trên luật pháp quốc tế. Trước đó vào ngày 23 tháng 10, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các quan chức Mỹ và Đài Loan đã có cuộc họp trực tuyến để thảo luận cách giúp hòn đảo tham gia Liên Hợp Quốc một cách có ý nghĩa. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao, các đại biểu Mỹ nhắc lại cam kết để Đài Loan tham gia Tổ chức Y tế Thế giới, cũng như thảo luận về cách để làm nổi bật khả năng đóng góp của Đài Loan trong nhiều vấn đề. Thậm chí, Tổng thống Joe Biden mới đây còn tái khẳng định Mỹ sẽ hỗ trợ Đài Loan nếu hòn đảo bị tấn công. Đáp lại, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn hôm 25 tháng 10 bày tỏ sự biết ơn với nỗ lực dìu dắt của Mỹ nhằm tăng cường vai trò của hòn đảo trên trường quốc tế.
Phản ứng với quan hệ khăng khít trên, nguồn tin của Trung Quốc buộc tội Mỹ đang cố gắng kiềm chế Trung Quốc, cảnh báo động thái của Washington có thể tạo ra sự chia rẽ trong Liên Hợp Quốc. Sai lầm quan trọng của Mỹ trong quan hệ với Nga. Giới lãnh đạo Hoa Kỳ lầm tưởng cho rằng chiến trường quốc tế cần tập trung vào Trung Quốc và hy vọng vào sự suy tàn của Nga, nguồn tin nhận định. Washington nên từ bỏ niềm tin rằng Nga đang bị dồn vào chân tường. Ban lãnh đạo của họ không tự định vị theo cách này. Ngược lại, Điện Kremlin coi mình như trung tâm quyền lực trong khu vực và là tay chơi tích cực trên quy mô toàn cầu. Hai tác giả Michael Kaufman và Andra Kendall Taylor lưu ý. Theo các nhà phân tích, Nga từ lâu đã không phù hợp với nhận thức của giới cầm quyền Mỹ về bản thân nước yếu kém và đang biến thành một cường quốc vững bền. Nền kinh tế của nước này mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng. Tiềm lực con người đã được cải thiện rõ rệt trong 30 năm qua. Trong khi công nghệ quân sự của Nga luôn ở mức nghiêm túc và trong lĩnh vực hạt nhân, Moskva từ lâu đã trở thành đối thủ chính của Washington. Ngoài ra, Kaufman và Kendall Taylor cũng lo ngại về việc tăng cường hợp tác giữa Nga và Trung Quốc. Ảnh hưởng chung của họ trên trường quốc tế có thể lớn hơn nhiều so với việc họ hành động riêng lẻ. Điều này sẽ làm gia tăng những thách thức đối với Hoa Kỳ. Hai nhà phân tích nhấn mạnh, Kaufman và Kendall Taylor đề xuất Washington nâng tầm quan trọng của Nga trong chính sách đối ngoại của mình, tăng chi tiêu quân sự cho cuộc đối đầu với Moskva, đồng thời chú trọng Nga là ưu tiên hàng đầu của NATO. Ngoại trưởng Nhật Bản lưu ý mối quan hệ với Trung Quốc đang rất nghiêm trọng. Bất chấp những động thái đầy thách thức của Trung Quốc, vào ngày hôm qua 25 tháng 10, Ngoại trưởng Nhật Bản đã bày tỏ hy vọng quan hệ của Tokyo và Bắc Kinh sẽ được cải thiện khi hai cường quốc châu Á chuẩn bị kỷ niệm 50 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao song phương vào năm tới. Trong một thông điệp phát biểu tại một diễn đàn trực tuyến có sự tham gia của các chuyên gia am hiểu về vấn đề hai nước, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi cho biết quan hệ Trung-Nhật vẫn ở trong tình trạng nghiêm trọng và khó khăn do hai quốc gia có các giá trị và quy tắc khác nhau. Ông Motegi cũng nhấn mạnh sự cần thiết của giao tiếp và đối thoại song phương để xây dựng một mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định. Cùng lúc đó, Ngoại trưởng Trung Quốc kiêm Ủy viên Quốc vụ Vương Nghị nói trong một thông điệp rằng cần thúc đẩy trao đổi qua lại giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, ông Vương cũng không quên ra lời cảnh báo gửi đến Nhật Bản. Các vấn đề như Đài Loan là nghiêm trọng và nhạy cảm, nhằm ám chỉ Nhật Bản tuyệt đối không được can thiệp vào những gì chính phủ Trung Quốc tuyên bố là công việc nội bộ của họ. Bắc Kinh coi Đài Loan tự trị là một phần lãnh thổ của mình, sẽ được kiểm soát bằng vũ lực nếu cần thiết. Theo nguồn tin, diễn đàn Tokyo-Bắc Kinh kéo dài 2 ngày, đã bắt đầu vào thứ Hai ngày 25 tháng 10. Đây là một diễn đàn được tổ chức hàng năm kể từ năm 2005, như một nền tảng ngoại giao song phương và nhằm mục đích tạo điều kiện giao tiếp giữa Trung-Nhật bất chấp những bất đồng căng thẳng. Mối quan hệ giữa hai cường quốc châu Á từ lâu đã trở nên căng thẳng vì những mâu thuẫn lịch sử và tranh chấp lãnh thổ liên quan đến quần đảo Senkaku, điếu ngư ở biển Hoa Đông. Và gần đây còn nảy sinh một loạt các vấn đề khác, bao gồm Đài Loan, Hồng Kông và Tân Cương. Cũng phát biểu tại diễn đàn hôm thứ Hai, cựu Thủ tướng Nhật Bản Fukuda cho biết bàn cờ thế giới đang đối mặt với một sự thay đổi cục diện lớn và những cuộc đối đầu không thể tránh khỏi giữa Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản sẽ khiến cho thế giới bị chia rẽ khi ứng phó với những thách thức và khủng hoảng lớn mà nhân loại và hành tinh đang phải đối mặt. Nga tố cáo NATO hung hăng, không bận tâm việc cắt đứt quan hệ. Người phát ngôn Điện Kremlin mới đây đã tố cáo NATO hành xử hung hăng và tuyên bố không bận tâm khi cắt đứt quan hệ với liên minh này. Điện Kremlin mới đây khẳng định, việc Moskva cắt đứt quan hệ với khối liên minh quân sự NATO không phải chuyện gì nghiêm trọng. Phát ngôn viên Dmitry Peskov cho biết, quan điểm hiếu chiến của NATO không phải là điều bí mật. Khối này được thành lập để chống lại Nga. Bất kỳ cam kết hòa bình nào của NATO đều là chiêu bài ngụy trang, nhưng không thể che giấu mục đích thật sự của khối này. Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh, NATO là một liên minh hung hăng, luôn xem Nga như kẻ địch. Vì vậy, chẳng có gì lớn lao khi Moskva bỏ mặc mối quan hệ với tổ chức phương Tây giữa lúc căng thẳng leo thang. Ông Peskov nói thêm, Nga luôn ưu tiên biện pháp đối ngoại. Tuy nhiên, khi những nỗ lực thiện chí của Nga không thành công, chúng ta đơn giản là phải nhìn vào sự thật, ông nói. NATO hôm 6 tháng 10 tuyên bố cắt giảm nhân viên phái bộ Nga từ 20 người xuống còn 10 người ở văn phòng khối liên minh Bắc Đại Tây Dương. Cụ thể là chấm dứt hoạt động của 8 nhân viên Nga nghi làm gián điệp và loại bỏ hoàn toàn hai vị trí trống. Đáp lại Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 18 tháng 10 cho biết Moskva sẽ rút hoàn toàn phái bộ ở NATO từ đầu tháng 11.
Đồng thời, văn phòng liên lạc của NATO ở thủ đô Nga cũng sẽ đóng cửa vô thời hạn. Theo đó, Nga và NATO không ngừng đối đầu nhưng đã tạm thời cắt đứt đối thoại. Và cuối cùng, như thường lệ, nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy like và comment cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!